Chào mừng các bạn đã đến với channel của AMPS Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ lại tiếp tục mở box cầu thủ huyền thoại Epic thứ 2 tuần này cho các bạn xem. Đây là một trong những cái box rất là ngon và rất là chín mà các bạn có thể quay ở thứ 2 tuần này nha các bạn ơi. Nếu như cách đây khoảng vài tháng trước mà các bạn đã bỏ lỡ một cái box, đó chính là cái box của huyền thoại Patrick Vieira, một trong những top DMF, thì ngày hôm nay chúng ta có thể săn huyền thoại Precast. Ông này đã xuất hiện từ mùa bét rất là lâu rồi. Mình nếu như mà tính từ cái thời điểm mình chơi nhá, là khoảng mùa best năm 21 thì ông này xuất hiện với một cái phiên bản Iconic và cái phiên bản Legend. Thì hầu như là tất cả loại thẻ ông này đều đá rất là hay và rất là ngon, ngoại trừ một cái điểm đó chính là về cái mặt tốc độ nha. Nhưng mà với cái phiên bản vừa xuất hiện ngày hôm nay, Precast của chúng ta sẽ được hoàn thiện và toàn diện hơn rất là nhiều. Chiều cao các bạn thấy là chiều cao 1m90, 27 tuổi, một cái độ tuổi và cái chiều cao rất là ấn tượng nha, thuận chân phải. Style chơi là về style Anchorman, thì các bạn có thể đá những cái vị trí như là cái vị trí DMF này, vị trí CB này và cái vị trí CMF. Bộ chỉ số thì khi mà chúng ta chưa năng thì nó kiểu dạng tầm trung thôi, nhưng mà khi mà năng rồi cái chỉ số sẽ rất là đẹp nha. Tốc độ đã được cải thiện cho cái phiên bản lần này các bạn ơi, tốc độ 76 khi mà các bạn năng lên khoảng đâu đó khoảng 85 cho tới 89 gì đó. Nói chung là cái tốc độ đã được ngon hơn rất là nhiều rồi. Và sự xuất hiện rất là mới của huyền thoại đó là Barser các bạn, ông này lần đầu tiên xuất hiện trong game best của chúng ta luôn. 1m74, 26 tuổi, thượng chân phải, style chơi là về style kiến tạo nha. Và các bạn có thể đá vị trí tiền đạo này, đá vị trí AMF và đá luôn cái vị trí SS. Nói chung là con hàng này về khả năng rê bóng đồ các kiểu thì nhìn cái chỉ số thì mình đánh giá cũng gọi là ok và rất là chiến đó các bạn. Cái bóc lần này thì hai ông này là ngon nhất rồi. Và chúng ta cũng có một huyền thoại nữa, đó chính là Ambrosini. Mà nào là fan của AC Milan thì quay ông này thêm nữa là có thể xây dựng được một cái team nhìn rất là đẹp và rất là chiến các bạn. 1m82, 26 tuổi, ông này cũng đã từng có một cái phiên bản Epic. Nói chung là cái phiên bản đó chỉ số cũng không được cao. Và cái phiên bản lần này một cái điểm mới đó chính là về cái phần style Destroyer nha các bạn ơi. Chúng ta có thể đá được cái vị trí CB này, vị trí CMF, vị trí DMF. Thì cái vị trí CMF thì mình thấy là đá cũng gọi là hình như là được cộng thêm chỉ số nhà CB, DMF và CMF. Có thể là đâu đó nâng lên được cái vị trí AMF nhưng mà nó không có mát được cái chỉ số ấy. Chủ yếu các bạn sẽ đá những cái vị trí tiền vệ thôi. Bộ chỉ số thì một tí nếu mà mình quay dính thì mình sẽ nâng cho các bạn xem nha. Chúng ta có những cái loại thẻ highlight. Và cầu thủ nào đây? Guendouzi và Bennacer với máy tạc Costit nha. Ông này thuận chân trái, các bạn cho đá cái vị trí tiền vệ chạy cánh trái hoặc là tiền đạo chạy cánh trái đồ là tạc gọi là hết nước chấm các bạn. Ông này được ví von giống như là về David Beckham nha, tại vì cái độ xoáy và cái về cái khả năng truyền cái chỉ số rất là cao, đó chính là Costit của chúng ta. Chúng ta có Zaleski này, có Ferguson và Khitarian cùng với những loại thẻ highlight khác nữa. Nói chung là như thế thôi. Video ngày hôm nay mình được anh trai Trường Vinh cho mình một cái nick thì có thể làm clip cho các bạn xem. Cảm ơn anh trai rất là nhiều và chúc anh sẽ luôn luôn thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với cái chuyên mục, đó chính là bắt đầu mở huyền thoại nha các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng 8900 coi, thì không biết liệu rằng là có thể săn cho anh trai Trường Vinh được huyền thoại Precast và huyền thoại Barser hay không. Tại vì anh ấy kêu mình là chỉ quay hai ông này thôi là dừng nha, còn Ambrosini thì không cần các bạn ơi, cần mỗi Precast và Barser thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lượt quay đầu tiên đi nào. Bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin hàng chính hãng, hóa đơn đầy đủ, không bao giờ bị ban thì có thể liên hệ qua Facebook và Zalo với mình nha. Mình sẽ để cái số điện thoại cùng với cái link Facebook bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Liệu rằng sẽ là sự xuất hiện của một loại thẻ highlight rồi, chắc chắn là như vậy các bạn. Mấy ngày hôm nay thì mình đang trời ơi, lượt quay đầu tiên chúng ta dính luôn huyền thoại Ambrosini nha, ảo thế. Mấy ngày hôm nay thì mình đang giữ một cái chuỗi, gọi là cái chuỗi quay khá là may mắn các bạn. Đâu đó khoảng 4 video rồi, mình quay có vài lượt thôi là đã ra được những ông huyền thoại cần thiết. Kiểu là những huyền thoại gọi là yêu thích đó các bạn ơi. Rồi, lượt quay đầu tiên chúng ta đã dính được huyền thoại Ambrosini rồi này. Không biết lượt quay thứ hai sẽ như thế nào đây. Mình sợ quá, nhiều khi quay dính ông này Konami dụ ấy các bạn. Lượt quay thứ hai Precast đi nào. Bạn nào mà đã từng chơi Precast rồi sẽ biết được cái độ hay và cái độ bá của ông này rất là khó chịu các bạn. Precast mà cặp chung với ba chiếc Vieira nó ui các bạn ơi, Precast rồi. Trời ơi, mấy ngày hôm nay quay ảo thế.
quá ảo ma Canada các bạn ơi. Trời ơi. Nhìn cái chiều cao 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 tưởng Ricard chứ nha. Trời ơi, tưởng đâu dính thêm ông Ricard nữa là quá đẹp và quá tuyệt vời. Tiếp tục thôi các bạn ơi, lượt quay thứ ba đi nào. Mình sẽ quay chậm chậm một tí nhé. Lượt quay này nếu mà không ra thì mình sẽ quay F1 khoảng 1-2 cái gì đó sau là bắt đầu sẽ F10 tiếp tục nha các bạn. Chúng ta dính được cầu thủ nào đây? Không phải là huyền thoại rồi. À, Malinowski gì đó. Đội thẻ highlight các bạn ơi, vị trí AMF. Các cầu thủ của giải Italia. Lượt quay này thì mình sẽ xả F1 nha các bạn. Xả một vài lượt gì đó sau mới bắt đầu là xả tiếp. Bấm nét cho nó nhanh. Rồi chúng ta tiếp tục thêm F1 một lần nữa đi. Khoảng 3 lần thì mình sẽ quay F10 một cái. Kiểu xả xui đó các bạn. Rồi bắt đầu F10 này, F10 hy vọng sẽ là Ricard và Basso đi nào. Không biết liệu rằng 8.900 coin là có thể dính được full cho bóc lần này hay không. Mình hy vọng nha các bạn ơi, hy vọng. À trời ơi, áo màu xanh rồi. Không phải là huyền thoại. Cái bóc lần này rất là ngon nha các bạn, nên chúng ta nên quay và nên săn nha các bạn. Săn mỗi Ricard cũng được. Còn nếu mà các bạn cần ấy hoặc là các bạn muốn chơi thì có thể săn luôn con hàng Basso. Tạo này mình thấy cái chỉ số về cái khả năng rơi bóng rất là đẹp. Nhìn mê lắm các bạn ơi. Trời ơi, to rồi. Được quay đầu tiên mà dính ông huyền thoại kia thấy hơi to các bạn. Ui. Không phải rồi, câu lạc bộ Roma. Trời ơi. Zaleski. Căn nhà còn 4.200 coin. 4.200 coin, mình vào trong tay mình xem đại đại về cái chỉ số đi nào. Precast. Chúng ta chích các kiểu luôn nha. Hồi nãy quên xem về cái phần skill nữa. Nói chung là một tí khi mà quay dính năng chỉ số rồi mới cho các bạn xem về cái phần skill các bạn ơi. Và cần ép thêm những cái skill gì với huyền thoại Precast này hay là huyền thoại Basso. À Juventus chắc chắn rồi các bạn ơi, phải không nhờ Basso. Costit, trời ơi, Costit. Tưởng huyền thoại chứ nha. Ui xài ơi, máy tạc Costit. Còn 3.300 coin. Mình sẽ vào trong đây mình chích các kiểu nha các bạn. Rồi chúng ta vào trong đây chúng ta xem đội hình. Đội hình này của anh trai Trường Vinh thì cũng đang thiếu một cái vị trí DMF này. Mặc dù là có Big Lô, có Kanté rồi, nhưng mà để mà chắc chắn hơn thì có thể là thêm cái mảnh ghép Ricard vào trong đây, cái đội hình sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều nha. Rồi chích đơn giản như vậy thôi các bạn. Vào xong vào trong cái phần đội hình hãy xem cầu thủ các kiểu rồi vào quay. Ricard đi nào, hy vọng sẽ là Ricard. Ricard ơi, làm ơn đi. Rồi, đây rồi, là đôi giày các bạn ơi. Ricard hay là Basso đây, ai cũng được. Nói chung là ra Ricard trước đi. Ui, áo màu trắng rồi. Basso nhờ, phải không nhờ? Ôi, chắc chắn là phải như thế các bạn. Tuyệt vời. Hôm nay nói chung là rất là ngon á, mình nghĩ là ngon. Về khả năng rơi bóng là tuyệt vời. Đó là mình chưa trải nghiệm nhiều ấy. Và giờ chúng ta quay lượt quay đó thì bây giờ chúng ta sẽ xả một lượt nha các bạn. Xả lấy may mắn nào. Lượt quay thứ hai còn 2.300 coin, không biết liệu rằng là có ra được Ricard hay không. Bóp này Ricard quá ngon, thật sự quá ngon các bạn ơi. Lượt quay tiếp tục của chúng ta đi nào. Mình sợ nhiều khi không ra nổi Precast. Đang khá là lo lắng nha các bạn. Precast nào, Precast ơi. Trời ơi. Toàn quá nhờ. Ông nào đây? Mandragora. 1.300 coi thôi. Chúng ta còn khoảng thêm một lượt quay F10 và thêm 4 lượt quay F1.
các bạn nghĩ xác suất ra sẽ là bao nhiêu? Mình sẽ chích các kiểu luôn nha. Hy vọng được quay cuối cùng này ra pre-cut là cái kết quá đẹp các bạn. Khoảng 8.000 coi full được ba ông này gọi là ok rồi. Pre-cut đi nào, pre-cut ơi, pre-cut xong. Trời ơi. Trời ơi, pre-cut của mình cay thế. Xong, xác suất ngày hôm nay ra kiểu hơi khó các bạn ơi, 400 coi quay quá khó khăn, thật sự. Dính được mỗi hai ông nhờ anh trai cần pre-cut và ba sơ, bây giờ là dính được cái ông Ambrosini kia chứ. Phải chi dính trước từ con hàng pre-cut thôi là cũng vui rồi, bây giờ là quay cũng hơi khó thiệt, quá khó. Chúng ta sẽ xả ít 1 luôn nha các bạn. Ít 1. Quá khó khăn và quá đau khổ. Thường mà mình để ý nhá, để ý khi mà quay mà dính cái ông thứ ba ấy, nằm thứ ba, giống như là trong cái bóc lần này mình dính Ambrosini, là cái xác suất khi mà quay cái bóc này á, nó đâu đó khoảng gần full bóc các bạn. Mình để ý như vậy. Trời ơi. Nói chung là dính ông nào thì mình sẽ đăng chỉ số cho các bạn xem ông đó thôi. Còn pre-cut thì chắc là để dành clip sau, mình sẽ làm review cầu thủ cho các bạn xem. Rồi. Lượt quay cuối cùng nào, đây cũng có thể là một trong những cái lượt quay hy vọng là sẽ dính được pre-cut nha. Chúng ta chích các kiểu luôn này. Xem sơ qua về cái mặt skill trước, chúng ta có copy 2 hình thân này, Christian Sock, Lauren Sorkin truyền một chạm, có skill truyền bóng, skill phòng thủ mang marking interception, khóa người, caption và skill boost tinh thần đồng đội. Nói chung là một cái bộ skill rất là đẹp về khả năng phòng thủ, khả năng truyền và khả năng dứt điểm. Còn hàng này nếu mà các bạn muốn ngon nữa thì có thể ép thêm một cái skill chọc khe, hoặc là Okela nữa, có thể ép Bing Bong Rossin cho tạt từ bên sân mình qua tới sân bên đội bạn luôn các bạn. Đó rồi. Nói chung là hơi buồn là bởi vì 9.000 coin mà quay được mỗi hai ông thôi các bạn. Sau khi 8.900 coin nãy mình quay chưa có ra thì anh trai Trường Vinh lại tiếp tục nạp thêm 5.700 coin để có thể là quay full cái bóc này cho các bạn xem luôn. Thì bây giờ mình còn khoảng 52 lượt thôi, chắc chắn là pre-cut sẽ ra, nhưng mà không biết liệu rằng là sẽ ra ở khoảng bao nhiêu lượt, lượt quay thứ mấy. Ví dụ như mình quay 5 lượt thì chắc chắn là phải ra rồi, hy vọng đâu đó khoảng 1-2 lượt thôi, lượt quay chắc chắn là không ra rồi. Thì hy vọng là lượt quay thứ hai mình sẽ quay dính được pre-cut nha các bạn ơi. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Lượt quay này mình sẽ xả cho nó nhanh luôn. Nói chung là ngày hôm nay quay cái bóc này nó hơi xui và hơi bị đau thẳng một tí các bạn. Đau thẳng và đau luôn cả ví nha. Thật sự là quá thốn các bạn ơi. 8.900 coin quay mỗi được Apprehension và Basso thôi. Lượt quay thứ hai của chúng ta nào, hy vọng đây sẽ là ai. Hình như là lượt quay thứ ba rồi, chắc chắn là pre-cut rồi các bạn ơi. Pre-cut. Phải recast không? Trời ơi, ai thế nhờ? Trời ơi là trời. Cũng là AC Milan nhưng mà không phải là precast, cũng đá cái vị trí DMF. Quá đau đớn. Mình nói rồi các bạn, nhiều khi là bây giờ là full rồi. Các bạn chờ mình chút xíu nha, mình sẽ bán bớt cầu thủ một phát nữa thôi các bạn. 3.000 coin chẳng luôn này, chúng ta còn 3.000 coin. Trời ơi, Konami ơi, precast. Trời ơi. Ngày hôm nay là cái ngày gì thế nha? Đúng thật sự các bạn quay, các bạn để ý cho mình nha. Các bạn mà quay mà dính ông nào mà cái ông thứ ba cho cái bóc ấy là quay gần như là full bóc các bạn. Kiểu nãy mình dính ông này đầu tiên này, Ambrosini này, nghe quay sao bây giờ là full bóc luôn. Lượt quay này nhiều khi không dính thật sự. Mình nghĩ là thế quá. Đó, bạn thấy chưa? Mẹ Konami muốn chửi thật sự chứ nha. Cây vãi. Chúng ta sẽ xả ít 1 nha các bạn. Còn 10 lượt nhưng mà xả ít 1 đi, để tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm các bạn ơi. Ngày hôm nay nói chung là quay xui quá. Thật sự là quá đau đớn luôn. Mỗi recast mà Konami hút ghê thật. Các bạn quay cái bóc này bao nhiêu nha? Nhiều bạn thì mình thấy cũng khá là may mắn đó. Khi mà quay khoảng 2-3 lượt thì đã ra được recast và buzzer rồi. Còn ngày hôm nay mình không may mắn cho lắm. Mình quay gần như là full box. Thật sự là quá đau đớn. Precast là precast.
Đấy, mình xài F1 cho các bạn xem luôn nha. Lại full. Con trời ơi là trời. Đáng xui mà lại full nữa chứ. Trời ơi, bực cả bình thiệt chứ trời. Rồi, bán 10 ông thôi. Chia buồn cùng anh trai Trường Vinh. Lại sao nếu mà anh trai nạp coi thì mình sẽ giảm giá cho anh trai nha. Để một phần nào đó an ủi anh trai về cái bốc này. Quay thật sự là quá buồn các bạn. Bốc này phải full rồi. Recard đi nào. Trời ơi, thốn quá. Trời ơi, nhả cho mình bớt đi. Hàng ngon đừng có ém lại như vậy. Lượt quay thứ 145. Chúng ta còn 5 lượt quay nữa nha. Làm quay lịch sử luôn chứ. Trời ơi, tới giờ mà chưa ra nữa, các bạn hiểu được Konami xấu xa như thế nào. Tự nhiên dính được ông Ambrosini trước làm gì không biết nữa. Precard phải không nha. Rồi, nói chung là cũng đang khá là bực bội đó các bạn. Quay dính nhưng mà cũng không có vui cho lắm. Mình quay hộ thôi nhưng mà quay kiểu khó chịu lắm, thật sự. Kiểu cây dùm luôn ấy, còn 3 lượt quay này. Mẹ Konami. Paso kết hợp cùng với lại Big Lô này. Trong đội hình của anh trai Trường Vinh thì cũng có huyền thoại Big Lô nữa nha. Phiên bản của Juventus luôn. Tuyệt vời. Để xem chỉ số như thế nào đây. Over 18 thì có thể lên được khoảng 102, 98 cộng 4. Bộ chỉ số rất là đẹp. Về khả năng rê bóng, về tốc độ như thế nào nữa. Nếu mà tốc độ nhanh thì nhiều khi lại khá là giống với Ricardo Kaka các bạn. Khả năng rê bóng rất là đẹp các bạn ơi. Rê bóng 101, điều khiển bóng 99, độ dính bóng là 99 này. Chuyền 85, chuyền bóng 84, dứt điểm 85 rất là đều luôn. Đá phạt 82, khử lồng 89 nha. Tốc độ 85 và bước tốc là 92, rất là nhanh các bạn. Của hàng này nói chung là mình thấy là ngon đó. Còn trong in game thì không biết sẽ như thế nào. Lực xúc là 84 này, thăng bằng 96 và stamina các bạn có thể chơi hết trận. Chúng ta có qua người double thoát này, Martin là xoay combo nha. Samrero này, Cuppy Hansen solo control on run curler. Dứt điểm tư thế khó, chuyền một chạm vẫy máu ngoài, một cái bộ skill rất là đẹp. Các bạn có thể ép thêm một vài những cái skill dứt điểm nữa thì con hàng này nhiều khi nó lại bá và nó lại rất là ngon các bạn. Action 96 không biết a cộng 4, đúng rồi cộng 4 các bạn. Lên được 100 nha, con hàng này cũng gọi là rất là chiến. Chỉ số gọi là ở mức ổn thôi. Khả năng rê bóng thì 85 này, điều khiển bóng 78, độ dính bóng 79, chuyền 89, chuyền dài 90, đánh đầu 84. Bộ chỉ số phòng thủ 84, 86, 84, 90 thì theo các bạn là cái bộ chỉ số này nó ngon không, chứ mình thấy là nó hơi thấp nha. Kiểu gọi là ở mức ổn để chúng ta có thể sử dụng thôi. Tốc độ 82, lực xúc 91 này, bật nhảy 87, tranh chấp là 83 và stamina các bạn có thể chơi hết trận. Stamina lên tận 99 mà các bạn. Có skill đánh đầu này, dứt điểm long range shooting, có skill skill chuyền bóng, skill lao lofter pass là về cái skill chuyền, nhưng mà nó gọi là nó có một cái điểm dừng hay gì đó các bạn. Mang making interception này, có khóa người, skill tắt bóng đội trưởng và fighting spirit. Nói chung là hiện tại mình đang khá là bực bội các bạn. Bực vãi thật sự. 98 này. Overrating các kiểu, mình sẽ vào cho cái phần my team mình coi nhé. 102 các bạn ơi, chỉ số rất là đẹp rồi. Chỉ số dường như là ngang so với lại ba chiếc Vira nhé. 1m90 Anchorman nãy mình coi rồi này. Chuyền bao nhiêu đây? Khả năng chuyền là 88 rất là cao, chuyền dài 90, đánh đầu 83 tuyệt vời quá các bạn ơi. Bộ chỉ số phòng thủ 92, 91, 94 và 95 rất là đẹp. Tốc độ 86 quá nhanh đi. Tốc độ này rất là nhanh đến cái tiếng giữa nha các bạn. Lực xúc 89 này, bật nhảy 82, chênh chấp bóng 85 và stamina các bạn có thể chơi hết trận. Nói chung là con hàng này 1-9-1-10 so với ba chiếc Vira nha, và nhiều khi là ngon hơn cả ba chiếc Vira nữa các bạn. Thì bạn nào mà có ba chiếc Vira và có thêm Recard nữa, chúng ta cặp chung với nhau thì đá quá cháy và đá quá tê rồi. Rồi, video ngày hôm nay cũng sẽ khép lại tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của AMPS Mobile.